À, xin chào quý vị anh chị các bạn thân mến. À, trước mắt quý vị anh chị bạn đây là mẫu âm ly Jaguar Suzong PA506N của công ty Comi nhập khẩu. Đây là một trong những dòng âm ly trong những năm 2015, 2016 và 2017 đang là một trong những model âm ly làm nên thương hiệu và tên tuổi của cho hãng Jaguar Suzong, cùng với model đó nữa là âm ly Jaguar 203N. Đây là một trong hai mẫu âm ly được đánh giá có chất âm hay nhất tại thời điểm của năm 2015-2017. Chắc hẳn trong nhiều gia đình đã và đang sử dụng chiếc âm ly 506N, và rất nhiều người muốn biết cách chỉnh âm ly để sao cho có tiếng hát và tiếng nhạc hay nhất hòa quyện vào nhau. Nhiều người thì đến kỹ thuật viên khi ta bán hàng, người ta sẽ vận chỉnh, và khi không may trong trường hợp nhà có trẻ nhỏ vặn vào thì chúng ta lại không 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 hiểu các nguyên lý, chưa hiểu nguyên lý, và chúng ta không làm cách nào mà có thể để có thể chỉnh lại được hay như ban đầu nữa. Và cũng tùy thuộc vào chất lượng loa cũng như các dòng mic mà chúng ta đang sử dụng. Chúng ta có thể điều chỉnh với các cái ngưỡng, các cái mức vận chỉnh khác nhau, chứ chúng ta không cố định một cái công thức vận chỉnh nào. Do đó thì hôm nay ở video này chúng tôi sẽ hướng dẫn những quý vị anh chị các bạn cách chỉnh âm ly Jaguar 506N. Đối với các cái dòng âm ly thì các cái lúm vận chỉnh hoàn toàn giống nhau. Cách chỉnh âm ly này tương tự chúng ta có thể áp dụng cho những model của âm ly 506N Gold, 506N Gold Bluetooth, 506 Gold Limited. Tất cả các thiết kế của âm ly thì các lúm chức năng vận chỉnh đều như nhau, và một số âm ly đời sau ấy thì có các cái tính năng phụ như Bluetooth, thì chúng ta có cái phần chỉnh Bluetooth thôi, thêm thôi. Ở phần này thì chúng ta nhưng mà đều có một đặc điểm chung của tất cả các dòng âm ly, đó chính là âm ly được chia cho làm ba vùng chính, hoặc chúng ta có thể âm ly được chia làm bốn chúng ta có thể chia làm bốn vùng chính. Vùng bên này, bên tay trái phải của chúng ta gần con tắc nguồn. Đó chính là cái vùng master tone. Vùng này là vùng master tone. Master tone, âm lượng tone. Còn vùng tiếp theo, đây là vùng chỉnh cho phần music, là phần nhạc. Tập cho phần nhạc nằm ở vùng này. Chúng ta có thể thấy đây là vùng chỉnh cho tầng nhạc. Tiếp đó là cái hàng tiếp theo là hàng echo, tầng chỉnh echo chỉnh tiếng vang vọng cho mic. Và vùng bên trên này là chính là cái vùng chỉnh mic, tiếng mic. Thì chúng ta có thể tất cả các dòng âm ly thì chúng ta đều có thể thấy rằng đều có các cái vị trí tương đối giống nhau, và các ký hiệu cũng như các lúm vận chỉnh đều đều ở vị trí giống nhau đối với dòng âm ly Jaguar. Đầu tiên chúng ta cần chỉnh chúng ta cần đều đầu tiên muốn chỉnh âm ly tốt, chúng ta cần hiểu được các cái tên cũng như các cái vai trò nhiệm vụ cũng như là các cái ý nghĩa, cái chức năng của từng lúm vận chỉnh, thì chúng ta có thể xử lý được tốt hơn về các cái âm sắc cũng như là cái âm lượng của âm ly. Thì đầu tiên chúng ta từ bên tay trái chúng ta đi, thì đây là cái cổng
Cổng này là cổng cắm mic. Mic 1. Cổng cắm mic 1. Thì đối với đường chỉnh mic này thì chúng ta thì thấy đây là cái tăng giảm decibel này. Tăng giảm cái decibel của tiếng mic. Có nghĩa khi ấn chuột ấn vào ấy thì cái cường độ âm giảm đi 20 decibel. Ấn vào thì giảm đi 20 decibel. Thì trong trường hợp này thì tiếng mic bị giảm đi 2 decibel nên khả năng bắt mic là kém hơn và nếu mà chúng ta hát cần nhiều lực hơn, do đó thông thường chúng ta cần phải nhả cái nút này ra. Còn tiếp theo là cái đèn này thì là cái đèn để báo cái màu tín hiệu tiếng mic thôi. Tiếp đến là cái lúm đỏ, đây là cái lúm vặn chỉnh cái âm lượng của mic, vận chỉnh âm lượng của mic. Khi chúng ta vặn cái volume này lên thì đồng nghĩa với việc tiếng mic sẽ to dần lên, tiếng mic sẽ to dần lên. Tiếp theo đó là cái lúm bờ lăng. Lúm bờ lăng này là lúm để cân bằng tiếng mic giữa hai bên vế phải và vế trái của loa. Bình thường nếu cho gia đình hoặc trong phòng hát chúng ta vị trí để loa so với vị trí trung tâm người ngồi là cân bằng nhau thì chúng ta sẽ để cái lúm bờ lăng này ở 12 giờ. Nếu trong trường hợp hai vị trí của loa đặt cách xa nhau thì không cân bằng nhau thì chúng ta có thể sử dụng lúm này để cân chỉnh cái âm lượng tiếng mic đến vị trí người ngồi sao cho hai tiếng nó cân bằng nhau để đến đều cùng một lúc, có nghĩa là âm lượng mic đến vị trí người nghe cùng một lúc. Còn đây là lúm chỉnh echo. Echo này là hiệu ứng vang cho tầng mic 1 này. Còn đây là cái lúm chỉnh bát, tiếng trầm tiếng mic. Đây là chỉnh tiếng trung trung của mic, đây là giải cao của mic, tiếng cao giọng cao của mic, tiếng cao. Tương tự đối với tầng mic 2 thì chúng ta cũng có âm lượng tổng, bờ lăng cân bằng hai loa này, echo vang vọng của tầng mic 2 này, bát trung và tép của tiếng mic. Và tóm lại thì ở trên tầng bên trên này thì chúng ta sẽ có hai cổng cắm mic và chỉnh âm lượng cho hai đường mic riêng biệt. Thì hai đường mic này hoàn toàn giống nhau, có volume cân bằng hai loa, echo bát trung tép. Và bên dưới của chúng ta cũng là một tầng rất quan trọng trong âm ly. Tầng này gọi là tầng echo. Tiếng echo có hay hay không, chất lượng âm ly có hay tùy thuộc vào tầng này. Tầng này nếu nhà hãng làm tốt cái tầng echo này thì tiếng hát rất là mềm mại, ngọt ngào và bay bổng. Tầng echo cực kỳ quan trọng, nếu chúng ta chỉnh xử lý tốt được cái tầng echo này thì dù bộ dàn karaoke của chúng ta có sử dụng loa kém một chút nhưng cái tầng echo này tiếng hay thì hoàn toàn có thể đưa ra được cái tiếng giọng hát rất là trong và ngọt và có hiệu ứng vang rất là hay. Đối với tầng echo này chúng ta cần hiểu nắm rõ được các cái lúm cũng như chức năng vị trí của cái tầng echo này, chúng ta xử lý âm ly một cách tốt nhất. Thì đầu tiên đây là cái cũng là một lún nút ấn để chọn chọn select, chúng ta sẽ chọn mono hoặc là sitar. Thông thường chúng ta sẽ hát ở chế độ sitar thì nó sẽ tiếng vang nó sẽ hay hơn. Đây là cái volume tổng của tiếng echo, có nghĩa là khi chúng ta đưa cái vặn cái volume này lên cao ấy, thì tiếng echo bắt đầu nó tác dụng nhiều nhiều vang, và khi chúng ta giảm xuống không thì không có vang. Đấy, như trong một số trường hợp gia đình sử dụng nhưng quên mất không vặn cái volume tổng cho cái phần vang này lên mà vang ở trên mic vẫn vặn nhưng tiếng mic ngoài ra là tiếng mộc, không có tiếng hiệu ứng vang ở chỗ này. Đây là cái volume tổng để xử lý tiếng vang.
tiếp theo của cái tầng vang này thì có âm trầm của tiếng vang, âm trầm của tiếng vang và tiếng âm hai, cái lốm chỉnh hai của tiếng vang. Còn là âm cao là hai, âm thấp là lao. Còn là tiếng trầm và tiếng cao tiếng vang. Còn đây là phần chỉnh repeat. Repeat trong âm ly có nghĩa là cái độ lặp, độ lặp của cái tiếng mic. Giả sử chúng ta đọc một thì tiếng mic nó sẽ cái repeat này nó sẽ lặp lại của chúng ta. Ví dụ chúng ta để ở chế độ chúng ta lặp tầm 3 đến 4 lần thì nếu chúng ta đọc một thì nó sẽ 1 1 1 1, nó giảm dần và sau đó biến mất. Đây là cái repeat, cái độ lặp của cái tiếng vang. Còn đây là cái chỉnh delay. Delay là cái độ trễ, độ trễ và điệu kéo dài của tiếng vang ra. Ví dụ nó sẽ theo mili giây, chúng ta sẽ tầm nó sẽ ở cái khoảng từ 3 đến 4 mili giây hoặc 2 mili giây tùy theo cái chất giọng của chúng ta và cái hệ thống âm thanh của chúng ta cũng như cái phòng ốc của chúng ta như thế nào. Những cái phòng chúng ta xử lý cái delay là cái độ trễ cho phù hợp với chất giọng của mình cũng như cái chất lượng của mic. Thì cái delay là cái độ trễ, độ ngân, độ kéo dài của tiếng mic để chúng ta hát nó không được, không bị mệt và tiếng rất là trong trẻo và bay bổng nhẹ nhàng và không bị mệt và bị khô. Đây là cái tiếng delay rất quan trọng. Chúng ta cùng điểm qua điểm lại cái tầng chỉnh echo. Thì tầng đầu tiên là cái chỉnh âm lượng này, âm bass này, tép này, repeat, độ lặp, delay, độ trễ. Đấy, rất đơn giản. Còn tiếp xuống phần dưới là phần chỉnh âm lượng của nhạc. Phần chỉnh âm lượng của nhạc thì cũng ký hiệu rất rõ ràng. Thì có phần music 1, 2 và music 3, 4. Thì trong tầng này thì chúng ta cũng có volume. Volume màu đỏ là chỉnh âm lượng to nhỏ của nhạc khi loa của chúng ta đấu vào cổng 1, 2 ở phía sau của âm ly. Khi chúng ta vận lên đây thì tiếng nhạc sẽ to. Và đây chúng ta cũng có một cái lúm bờ lăng nữa. Cái lúm bờ lăng này là để chỉnh cũng cân bằng hai loa nhưng mà xử lý cho tiếng nhạc. Tương tự như lúm bờ lăng của bên trên của tiếng mic. Thì chúng ta có thể thấy rằng khi chúng ta vặn thì chúng ta cần cân đối được cái tiếng nhạc của hai bên nó cân nhau. Còn đây là âm bát trung tép, nó chỉ chỉnh âm trầm trung và dài cao. Tương tự dưới tầng bên dưới thì giống như xì, tầng bên trên nó cũng có âm lượng tập bờ lăng bát trung và tép. Tiếp đến bên phải của âm ly gồm có cái phần này, phần master tổng chỉnh âm lượng tổng thì cũng có volume tổng, volume tổng, volume tổng và bass trung tép. Bên dưới cũng như vậy, volume tổng, bass trung tép. Phần tổng này thì có nghĩa là âm lượng tổng nó xử lý cho cả phần âm lượng của mic và âm lượng của nhạc khi cái phần chiếc amp tổng này chúng ta không mở lên ý, thì cho dù cái âm lượng tổng của nút nhạc và mic có mở lên thì cũng không có tác dụng. Do đó đây là âm lượng tổng cho cả hai phần thì chúng ta phải mở cái ngưỡng này lên. Thì chúng ta có thể âm lượng lúc này nó sẽ đẩy ra thì chúng ta có thể mic và nhạc thì có tiếng được. Chúng ta có rất cần lưu ý khi chỉnh âm ly chúng ta phải xử lý tốt cân đối âm lượng tổng, volume tổng so với volume tổng của nhạc và mic. Còn đây là công tắc nguồn. Khi chúng ta hát xong chúng ta lên vặn âm lượng tổng
xuống không và chúng ta bắt đầu tắt âm đi. Khi bật lên ý, khi chúng ta bắt đầu hát chúng ta sẽ bật lên thì chúng ta ấn vào, lúc này sẽ không có cái tiếng lổ mạnh ra loa. Một số âm ly nó bị hỏng dưa le thì nó sẽ phát ra tiếng lổ ra loa rất là hại loa, nó có thể làm cháy các loa tép và hệ thống. Nhiều trường hợp mạnh âm lượng lớn nó sẽ có thể gây hỏng cả loa bass nữa. Chúng ta cần lưu ý khi chúng ta bắt đầu mở âm ly hoặc tắt âm ly đi thì chúng ta đều phải vận cái âm lượng tổng này là xuống mức không, sau đó chúng ta mới bật lên, rất an toàn cho hệ thống loa. Vừa rồi quý vị, anh chị và bạn vừa được theo dõi video hướng dẫn chỉnh âm ly Jaguar PA506N. Hy vọng rằng video này sẽ hữu ích một phần nào đó, giúp ích cho quý vị, anh chị và bạn trong việc căn chỉnh cũng như việc làm chủ cho âm ly karaoke của gia đình mình để có được những phút giây thư giãn thật là thoải mái bên bộ dàn karaoke gia đình mình. Nếu quý vị, anh chị và bạn thấy video hữu ích, có thể ấn like và subscribe để cho tạo chúng tôi những động lực để chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn những video hay hơn nữa trong những clip tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn trong những video lần sau.